còn bên Brazil xe này là 2022 đúng không? Mới mở phải không? Dạ mới mở lúc này luôn á. À, mới mở. Rồi là zin luôn nha anh em. Chạy 1200 cây nó kêu cộc cộc cộc. Chạy không ngon. Nó hơi rung rung ở đầu nữa. Để mình làm xong rồi mình test cho anh em xem nha. Cái nồi với Vespa khi mình tháo ra nè, cái bujin nó là không chạy được nha anh em, nó có cái càng nó chút xíu rồi nè, nó ngắn nữa thì cái nó dặn vô đây là cái anh em cảm giác như nó tụt cái nó mới đi không, mà cái chạy thời gian nó kêu rít 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 là nó bị trượt luôn. Cái nồi zin nó thường nó chạy lên tới đây thôi, giống như Vario Hatch vậy đó, làm nồi xong nó mở tua lên đây luôn. Đây là nồi zin nha, xe mới chạy có 1200 cây rồi. Đây, giờ mình tháo ra mình làm lại hết đi, bố carbon làm theo bài của bên mình ha. Là anh em là nhẹ bốc đi máy mạnh không rung qua đầu nha, tuyệt đối là khắc phục cái lỗi rung qua đầu luôn. Đây, chiếc Vespa Sprint 2022, chiếc này làm full nồi bô với lọc gió, đi lọc gió trụ luôn cho nó mạnh hơn, gió nó nhiều. Bô Akabubit xịn luôn nha anh em. Bô này dành cho Vespa. À, có tiêu không? Nó giữ hơi lại cho nó mạnh. Cổ inox nè. À, giờ để mình gắn vô rồi mình test cho anh em xem. Còn cái nồi nó, lát mình quay thêm cái nồi nó. Đây, chiếc Vespa Sprint, sorry, mình làm full nồi mở tua thay bô Akabubit với lại gắn cái lọc gió trụ luôn nha. Này nó nhẹ bắp quá, gió nó nhiều hơn. À, cái bố này mình làm bố carbon này nha. Đó, mà so nè, so ba kè. Bô zin của nó vừa ngắn mà nó vừa nhỏ nữa, mà nó không có chạy được, nó vô ở đây nữa, nó bị trượt luôn. Xe mới chạy có 1200 cây thôi, làm chung bay gánh bi bẻ độ vớt theo bài nó mở cái dây lên đây luôn, còn zin nó lên tới đây thôi. Dù zin nó được chạy cả chừng 80 làm nổi lên phải 101, 102 luôn. Này có bồ có lọc gió nên nó lẹ lắm. Rồi, để mình ráp vô mình test cho anh em xem nha.
cho anh em khách nha. BSI, Nissan Sita, Vario, Novo 5, X3, Sonic. Sonic 2 chiếc luôn. Winner, Vario, Glit. Mình làm đầy đủ hết nha. Tiếp tục H350 nồi vô xăng lửa, nồi vô, nồi hết rung ra đầu. Lít thái basic H3 300. Mình làm đầy đủ hết nha. Ô ba H350 màu xi măng, nồi bô lọc gió, biết đây là nồi bô xăng lửa, H27 H300 Vario, Airblade, hẹp 300. Mình làm đầy đủ hết nha, hẹp nhỏ, hẹp tự động.